Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 13 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ việc 4 người thương vong được phát hiện vào sáng cùng ngày tại khu đô thị Sa La, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, sáng cùng ngày, bảo vệ tòa nhà Sarina 1 ở khu đô thị Sa La, phường An Lợi Đông nghe tiếng động ở một căn hộ ở tầng 4 nên chạy đến kiểm tra. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ bên trong căn hộ, bảo vệ đã gọi điện báo lực lượng chức năng. Qua kiểm tra căn hộ của người đàn ông ở tầng 4, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ, hai cháu bé bị thương nên nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, một cháu đã không qua khỏi trước đó. Hai người không qua khỏi được xác định là người đàn ông 40 tuổi và con gái 3 tuổi. Hai người bị thương gồm một phụ nữ 35 tuổi và con trai 7 tuổi. Trong đó người đàn ông và người phụ nữ là vợ chồng. Hai nạn nhân còn lại là con của họ. Vụ việc sau đó đã được Công an thành phố Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ. Bước đầu các đơn vị chức năng xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, người chồng khoảng 40 tuổi là nghi phạm. Khoảng một tháng nay, người chồng có biểu hiện bệnh trầm cảm và sáng nay, trong lúc mọi người đang ngủ, thì nghi phạm đã xuống tay vợ và hai con, dẫn đến sự việc đau lòng. Ngày 13 tháng 5, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ 4 đối tượng bắt cóc một phó giám đốc công ty để đòi tiền chuộc. Các đối tượng là Nguyễn Hữu Nghĩa, 47 tuổi, Nguyễn Thanh Nguyên, 37 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Quốc Thanh, 37 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ và Lý Minh Chánh, 46 tuổi, sống lang thang. Theo thông tin ban đầu ngày 10 tháng 5, anh MVC, phó giám đốc một công ty tư vấn thiết kế thi công nội ngoại thất, trụ sở tại thành phố Cần Thơ, đến huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để gặp khách hàng. Đến ngày 11 tháng 5, gia đình anh C nhận được tin nhắn anh C đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp. Lo ngại cho sự an toàn của người thân, gia đình anh C đã chuyển trước 44,5 triệu đồng, đồng thời báo vụ việc đến công an huyện Châu Thành A. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương xác minh, điều tra với quyết tâm giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin. 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang được huy động truy theo dấu vết. Chỉ trong vài giờ, Công an đã xác định hai anh em ruột Nghĩa và Nguyên là chủ mưu gây án. Cả hai đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long. Được sự phối hợp của Công an tỉnh Vĩnh Long, đến 0 giờ 10 phút ngày 12 tháng 5, Công an bắt giữ được Nghĩa trong lúc đối tượng đang di chuyển trên đường thuộc khu vực huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Khai thác nhanh, Nghĩa khai nhận địa điểm giam giữ nạn nhân là một căn nhà thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Thạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Khoảng 30 phút sau, các mũi trinh sát đã tiếp cận, bao vây nơi giam giữ con tin, phát hiện công an, Nguyên dùng hung khí kề cổ con tin, đồng thời yêu cầu công an cung cấp một ô tô và thả Nghĩa để các đối tượng dẫn theo con tin bỏ trốn. Sau 2 giờ kêu gọi, vận động thuyết phục nhưng bất thành, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hậu Giang cùng các trinh sát lợi dụng đối tượng sơ hở ập vào khống chế Nguyên giải cứu con tin an toàn. Từ lời khai của các đối tượng, 6 giờ ngày 13 tháng 5, các trinh sát đã bắt Thành và Tránh khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Cần Thơ và Đồng Nai. Bước đầu làm việc, nhóm bắt cóc khai nhận do nghiện ma túy nhưng không có tiền để mua. Thấy anh C là phó giám đốc một công ty, gia đình có điều kiện kinh tế nên bàn bạc cùng bắt cóc để đòi tiền chuộc. Để thực hiện, các đối tượng dùng giấy tờ giả thuê một căn nhà tại huyện Long Hồ và một căn nhà tại khu dân cư Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A. Sau đó các đối tượng liên hệ anh C đến căn nhà ở khu dân cư Tân Phú Thạnh để làm hợp đồng trang trí nội thất. Khi anh C đến, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay khống chế, lấy hết tài sản và đưa nạn nhân về căn nhà thuê tại Vĩnh Long. Sáng 11 tháng 5, các đối tượng sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội của anh C, liên lạc nhiều lần với người nhà yêu cầu chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của anh C thông qua dịch vụ VNPay. Sáng 15 tháng 3, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội, ông Hoàng Văn Chuyển cho biết vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn khiến ba cháu bé không qua khỏi, xảy ra tại nhà ông TVA ở thôn 6, xã Ba Trại. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 12 tháng 5, lực lượng chức năng tại xã Ba Trại nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà ông TVA, sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, hiện tại ở thôn 6, xã Ba Trại, xảy ra vụ sạt lở đất, tường bao, khiến ba cháu nhỏ đang chơi trong nhà bị đất đá vùi lấp.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã đã xuống hiện trường phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tìm kiếm cứu nạn. Tại hiện trường, một bức tường dài khoảng 20 mét, cao gần 4 mét bị đổ sập, khối lượng đất đá lớn sạt lở vùi lấp khu vui chơi trẻ em trong nhà ông TVA. Đến khoảng 22 giờ 45 phút, lực lượng cứu hộ đưa được hai cháu là LTT sinh năm 2021 và LKN sinh năm 2021 cùng trú tại thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội ra khỏi hiện trường. Đến khoảng 23 giờ 20 phút, lực lượng chức năng tiếp tục đưa được cháu TTAZ sinh năm 2019, con ông TVA ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, các cháu đều không qua khỏi. Liên quan đến vụ việc, ngày 13 tháng 5, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Bà Trại gửi tới Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, bước đầu đã xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Bà Trại cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do có mưa lớn, lượng nước dồn về phần tường nhà không có rãnh thoát nước khiến bức tường đổ vào phía trong. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định. Trước đó, tối ngày 12 tháng 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay Hà Nội cùng một số tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa mưa to đến rất to. Bản tin cảnh báo lúc 23 giờ của cơ quan này xác định, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị rông sét và radar thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa lớn cho khu vực Ba Vì, Đan Phượng, Mê Linh, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây, Thạch Thất thuộc Hà Nội. Sáng ngày 12 tháng 5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một trung tâm thương mại Mariguiska 44 ở Warsaw, Ba Lan. Trung tâm Mariguiska 44 có gần 1.400 gian hàng, là một trong những khu thương mại lớn nhất tại thủ đô Warsaw do công ty Mibut sở hữu và quản lý. Đặc biệt, nơi đây có đông người Việt làm ăn kinh doanh. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Fentinowski, chỉ huy lực lượng phòng cháy chữa cháy quốc gia cho biết, gần như toàn bộ 100% trung tâm này đã bị thiêu rụi. Đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy và có thể mất nhiều giờ. Ông Fentinowski cho biết, lực lượng này đã huy động gần 200 lính cứu hỏa cùng 50 phương tiện tham gia nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Theo quy định ở Ba Lan, các trung tâm mua sắm và cửa hàng lớn thường phải đóng cửa vào chủ nhật do lệnh cấm buôn bán do chính phủ tiền nhiệm ban hành. Hiện giới chức địa phương chưa ghi nhận thương vong liên quan tới vụ hỏa hoạn. Song vì ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn trung tâm mua sắm, nên sự việc này có thể khiến hàng nghìn hộ kinh doanh, bao gồm nhiều người Việt ở Ba Lan, mất mát to lớn về vật chất. Trong những giờ tới, hoạt động giao thông và kinh doanh tại khu vực này có thể bị gián đoạn. Giới chức địa phương có thể ra lệnh phong tỏa đường hoặc ban hành lệnh sơ tán bổ sung trong thời gian ngắn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng phó khẩn cấp và đảm bảo an toàn cho người dân. Vụ cháy nghiêm trọng cũng có thể gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng không khí ở khu vực xung quanh. Các hộ gia đình gần đó đã được lệnh ở trong nhà và đóng kín cửa. Theo trang Daily Mail, nhóm cứu hỏa đầu tiên đã đến hiện trường ở thời điểm 11 phút sau khi nhận được báo cáo cháy. Nhưng lúc này ngọn lửa đã bao phủ 2/3 bề mặt của trung tâm mua sắm và cuối cùng thiêu rụi gần như hoàn toàn. Daily Mail dẫn lời người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa địa phương đánh giá, ngọn lửa lan nhanh, có lẽ do các vật liệu dễ cháy tích tụ bên trong, đặc biệt là hàng dệt may. Hiện, chúng tôi chưa biết rõ chính xác nguyên nhân gây ra vụ cháy. Các chuyên gia sẽ điều tra làm rõ. Ghi nhận tại hiện trường, báo chí địa phương cho biết ngọn lửa bùng lên trên diện rộng, nhấn chìm khu phức hợp, phần mái của tòa nhà sụp xuống và làn khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên ngút trời. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy trung tâm thương mại, có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam tại Ba Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã cử nhóm công tác tới hiện trường, sẵn sàng hỗ trợ bà con để giảm thiểu tối đa hậu quả của vụ cháy. Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải cho biết, trung tâm thương mại tại số 44 Mariguiska là một trung tâm thương mại bán lẻ lớn tại Ba Lan với khoảng 1.400 gian hàng, trong đó có khoảng 1/3 gian hàng là của người Việt Nam. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan khẩn trương cử nhóm công tác đến hiện trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại. Với Hội người Việt Nam tại Ba Lan, nắm bắt tình hình, động viên, thăm hỏi bà con và sớm triển khai công tác bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã đăng số đường dây nóng về bảo hộ công dân để nắm bắt thông tin từ kiều bào, sẵn sàng hỗ trợ bà con làm việc với các cơ quan chức năng sở tại. Ban quản lý trung tâm thương mại, lực lượng phòng cháy chữa cháy và phía bảo hiểm đã giảm thiểu tối đa hậu quả của vụ cháy. Bên cạnh đó, với những bà con bị mất giấy tờ trong vụ cháy, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan sẵn sàng hỗ trợ tối đa để sớm cấp lại giấy tờ mới. Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng của Ba Lan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích của công dân Việt Nam. Cũng trong sáng ngày 12 tháng 5, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan, ông Trần Tuấn Anh cho biết, toàn bộ khu trung tâm thương mại tại số 44 Mariguiska
thủ đô Warsaw của Ba Lan đã bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn. Hội người Việt Nam tại Ba Lan đang tích cực phối hợp với đại sứ quán để nắm bắt thông tin, động viên, thăm hỏi bà con có quầy hàng bị thiệt hại trong vụ cháy và vận động quyên góp hỗ trợ bước đầu.